Lê xin mến chào quý vị đang theo dõi tin người Việt Canada, bản tin buổi sáng thứ ba ngày 13 tháng 8. Chúc quý vị và gia đình mọi điều bình an và may mắn, và cũng như chúc quý vị nào đang làm việc và có thể dùng thời gian nghỉ trưa để có thể theo dõi bản tin. Julie rất cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, cập nhật thông tin mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay thì tỉnh bang Ontario đã thông báo rằng họ có một chương trình để có thể giúp nhiều phụ nữ hơn xây dựng kỹ năng và tìm việc làm. Thông tin được chính quyền tỉnh bang thông báo vào sáng ngày 13 tháng 8 và họ chính xác là đầu tư lên tới 1.045.000 đô vào chương trình đào tạo giúp phụ nữ ở Mississauga tham gia vào lực lượng lao động và đạt được sự độc lập về tài chính. Thông qua chương trình an ninh kinh tế cho phụ nữ để có thể hỗ trợ chương trình khởi nghiệp của Connectors Canada tại Mississauga, chương trình này hỗ trợ phụ nữ từ các cộng đồng nói tiếng Pháp, da đen hoặc là cộng đồng phụ nữ nhập cư, cũng như là những chủng tộc khác có được những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để có thể bắt đầu kinh doanh. Và khoản tài trợ này là một phần trong khoản đầu tư lên tới 26,7 triệu đô của chính phủ trong 3 năm cho 25 chương trình địa phương trên toàn tỉnh, cung cấp cơ hội đào tạo nghề nghiệp cho phụ nữ, giúp họ có được kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để tìm hiểu việc làm, khởi nghiệp cũng như là đạt được sự độc lập về tài chính, thưa quý vị. Và chương trình an ninh kinh tế dành cho phụ nữ trao quyền cho phụ nữ đạt được sự độc lập về tài chính bằng cách là phá bỏ rào cản đối với các cơ hội đào tạo nghề nghiệp. Theo Bộ trưởng Cơ hội Kinh tế và Xã hội đã dành cho phụ nữ cho biết, Bộ trưởng nói rằng, tôi tự hào về sự hỗ trợ liên tục của chính phủ đối với các chương trình đào tạo tại địa phương, dựa trên cộng đồng, giúp cho phụ nữ trên khắp tỉnh có thể phát huy hết tiềm năng của mình và đạt được thành công trong sự nghiệp và họ xứng đáng có được. Chương trình an ninh kinh tế dành cho phụ nữ cung cấp đào tạo theo 4 hướng, thưa quý vị, đó là nghề có tay nghề, kinh doanh, công nghệ thông tin và việc làm nói chung. Và để giúp xóa bỏ rào cản khi tham gia, các chương trình đào tạo này cũng đang bao gồm những hỗ trợ bổ sung như là họ sẽ cung cấp bữa ăn trong suốt ngày đào tạo, phương tiện đi lại đến và đi, cũng như là hỗ trợ tìm kiếm những dịch vụ chăm sóc về con em mình. Thông qua chương trình này, phụ nữ bao gồm cả những người mà đã từng trải qua hoặc là có nguy cơ bị bạo lực gia đình, cũng có thể tiếp cận những hỗ trợ toàn diện, bao gồm giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tư vấn về nhà ở cũng như là hỗ trợ về pháp lý. Tất cả những ai quan tâm có thể truy cập vào ontario.ca/women. Và khoản đầu tư này là một phần ở trong kế hoạch hành động 4 năm của Ontario nhằm ngăn ngừa và giải quyết bạo lực trên cơ sở giới. Ngoài khoản đầu tư 15 triệu đô của tỉnh trong năm nay vào chương trình an ninh kinh tế cho phụ nữ, thì tỉnh bang sẽ cung cấp thêm 11,7 triệu đô thông qua một thỏa thuận song phương với chính phủ liên bang về kế hoạch hành động quốc gia nhằm chấm dứt bạo lực giới. Địa điểm uy tín và được yêu thích Ivy Beauty and Spa với dịch vụ spa dưỡng sinh, phun xăm, điều trị nám tàn nhang, trẻ hóa làn da với công nghệ mới và hiện đại, không gian sang trọng, tư vấn chuyên nghiệp, mang tới những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp vượt trội cho tất cả khách hàng. Mời quý vị hãy đến và trải nghiệm Ivy Beauty and Spa, số 8000 Dundas Street East, Mississauga, Ontario, số điện thoại 905-232-7899. Xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo là một thông tin về việc làm cũng rất đáng chú ý, thưa quý vị, đó là hãng Goodyear đã chi ra 575 triệu đô để có thể mở rộng nhà máy ở Ontario sản xuất vỏ xe điện. Và Goodyear Canada đã có kế hoạch chi hơn 575 triệu đô. Họ nói rằng họ muốn mở rộng và hiện đại hóa một nhà máy ở phía đông của Ontario nhằm sản xuất vỏ xe điện và cũng như là vỏ xe địa hình, và đồng thời cải thiện hiệu quả về năng lượng trong quy trình sản xuất. Thủ tướng Justin Trudeau và Thủ hiến Ford đã có mặt để thông báo tin này vào ngày 12 tháng 8 tại nhà máy ở Navanny, và dự án đang được sự hỗ trợ tài chính cả từ hai cấp chính quyền. Và Goodyear sẽ nhận được tới 44,3 triệu đô từ quỹ mới chiến lược liên bang và 20 triệu đô thông qua quỹ đầu tư Ontario của tỉnh. Thủ tướng đã nói rằng khoản đầu tư của Goodyear là một sự tín nhiệm đối với ngành xe hơi và người lao động của Canada. Và ông cũng đặc biệt ca ngợi nhà máy sản xuất pin xe điện mà Canada đã thu hút được nhiều trong năm qua, bao gồm 3 nhà máy đang hoạt động tại Ontario. Chúng tôi đã chọn ủng hộ người lao động trong ngành xe hơi,
và đầu tư vào tương lai của ngành và kết quả tự nói lên điều đó. Những nhà lãnh đạo toàn cầu này đã nhận ra tất cả những gì mà Canada và người dân Canada có thể cung cấp. Đó là năng lượng sạch dồi dào và cam kết hành động nghiêm túc về khí hậu, tiếp cận với những khoáng sản quan trọng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác. Các thể chế về dân chủ ổn định và đáng tin cậy, mối quan hệ thương mại chặt chẽ trải dài khắp mọi nơi trên thế giới và quan trọng nhất là những người lao động giỏi nhất trên thế giới, Thủ tướng đã nói. Nhưng mà không phải tất cả tin tức về sản xuất xe điện đều tích cực gần đây thưa quý vị. Với việc mà Umicore thông báo vào tháng trước rằng họ đã dừng chi tiêu cho một nhà máy sản xuất vật liệu pin không xa cơ sở ở phía đông của Ontario và của Goodyear, với lý do rằng dự báo tăng trưởng bị thu hẹp đáng kể cho thị trường xe điện. Và vào tháng 4, Thủ hiến Ford cũng đã hoãn kế hoạch sản xuất xe điện tại nhà máy Oakville, Ontario trong 2 năm, chỉ để thông báo vào tháng 6 rằng họ sẽ chuyển kế hoạch sản xuất xe điện sang xe bán tải Super Duty. Và vào ngày 12 tháng 8, Thủ tướng Trudeau đã bảo về những nỗ lực đưa Canada và đặc biệt là tỉnh bang Ontario trở thành quốc gia dẫn đầu về xe điện và chuỗi cung ứng liên quan, bao gồm hàng tỷ đô tiền trợ cấp của chính phủ để giúp thu hút các nhà máy. Đây là một công nghệ mới nổi, một ngành công nghiệp mới nổi và sẽ có những thách thức trên con đường này. Nhưng việc mà biết rằng Canada đã định vị mình là một quốc gia số 1 về thế giới về chuỗi cung ứng xe điện, theo Bloomberg đưa tin, và là một nơi đáng đầu tư đã cho thấy rằng chúng ta đang đặt cược vào tương lai, theo Thủ tướng. Và không biết quý vị thì nghĩ như thế nào, nhưng mà nhà phê bình lao động bảo thủ đã chỉ trích Thủ tướng Trudeau về cách mà xử lý ngành xe hơi của Canada. Ông ấy đã chi hàng tỷ đô tiền thuế của người dân để đưa lao động nước ngoài vào để thay thế. Và ông ấy cũng đã chuyển 460 tỷ đô đầu tư ra khỏi đất nước của chúng ta sang qua Hoa Kỳ. Và ông ấy đã không đứng lên để chống lại chế độ ở Bắc Kinh để bảo vệ các ngành công nghiệp của chúng ta khỏi việc tràn ngập thị trường của chúng ta bằng xe điện giá rẻ, thép, nhôm và các sản phẩm khác. Chính phủ tự do vừa hoàn thành các cuộc tham vấn bắt buộc để áp thuế đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất và đã đưa ra một cuộc tham vấn bổ sung về thứ Sáu của tuần qua, có thể mở rộng sang các ngành công nghiệp khác. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Goodyear đã cho biết rằng kế hoạch của công ty tại Nabani bao gồm là việc mở rộng cơ sở, hiện đại hóa, trang bị thiết bị hiện đại hơn và công nghệ mới hơn, cũng như là 200 việc làm mới có tay nghề cao vào năm 2027. Có vẻ con số 200 việc làm mới là thấp thưa quý vị. Và chúng tôi thực sự đánh giá cao mối quan hệ đối tác sâu sắc của mình với các thành phố liên bang, tỉnh và địa phương. Và tất nhiên là cả những cộng sự tuyệt vời của chúng tôi, những người mà giúp cho điều đó xảy ra hàng ngày tại Nabani và gia đình của họ tại cộng đồng này. Dự án cũng dự kiến sẽ đưa nhà máy đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2040. Và cũng liên quan tới vấn đề về xe, thuế và gas thưa quý vị, khi mà Liên đoàn Người nộp thuế Canada đang kêu gọi Ontario phải cắt giảm thuế xăng vĩnh viễn, và Liên đoàn Người nộp thuế Canada viết tắt là CTF đã cho biết rằng việc mà cắt giảm thuế xăng của tỉnh bang đã giúp cho các gia đình tiết kiệm được gần 900 đô trong 2 năm qua khi mà đã áp dụng. Và giờ đây, họ đang kêu gọi chính quyền tỉnh là cắt giảm vĩnh viễn. Lần đầu tiên được công bố vào năm 2022, việc mà cắt giảm đã được gia hạn 3 lần kể từ đó để có thể giảm bớt gọi là nỗi đau của những người dân tại những trạm xăng. Hành động này đã khiến cho giá xăng và dầu diesel giảm lần lượt là 5,7 cent và 5,3 cent một lít trong thời gian đó. Tuy nhiên, thưa quý vị, việc mà gia hạn mới nhất sẽ hết hạn vào cuối năm. Và chính vì vậy mà tổ chức phi lợi nhuận này đã cảnh báo giá sẽ tăng cao hơn, đặc biệt là khi thuế carbon của liên bang cũng đã tăng lên hàng năm. Và tại cuộc họp báo trước công viên Queen Park của Toronto vào ngày 12 tháng 8, giám đốc của CTF đã kêu gọi Thủ hiến Ford gia hạn việc cắt giảm thuế vĩnh viễn và thúc đẩy Thủ tướng Trudeau bãi bỏ thuế carbon. Chính quyền Ford đã làm một số điều tốt trong 2 năm qua để giảm chi phí, nhưng mà điều đó sẽ hoàn toàn bị Ottawa làm lu mờ nếu như thuế carbon tiếp tục tăng với tốc độ như hiện nay. Và chúng tôi kêu gọi không chỉ là dừng lại, mà là còn bãi bỏ nó vĩnh viễn. Giám đốc CTF Ontario đã phát biểu ở Queen Park vào ngày 12 tháng 8 và ông rất mạnh dạn khi mà nói lên điều này. Người dân Ontario đang đã phải trả 56 cent cho mỗi lít tiền thuế khi mà đổ đầy bình xăng. Trong đó 17,6 cent được dành cho thuế carbon
ở mức là 80 đô một tấn. Tuy nhiên, khi mà thuế carbon đã được thiết lập để tăng lên tới 170 đô một tấn vào năm 2030, thì ước tính rằng điều đó sẽ đưa tổng giá xăng lên hơn 2 đô cho một lít. Và điều đó có nghĩa là riêng thuế xăng sẽ ở mức là 1,04 đô. Và bạn có thể thấy rằng giá xăng gần 2,50 đô cho một lít mà không thay đổi. Và lưu ý rằng, Ontario hiện có gánh nặng thuế xăng thấp thứ tư của Canada. Đối với thủ hiến Ford, từ lâu đã phản đối thuế carbon và gọi mức thuế này là khủng khiếp. Dữ liệu liên bang mới nhất được công bố vào tháng 6 cũng đã cho thấy rằng thuế carbon dự kiến sẽ dẫn tới việc giảm 78 triệu tấn lượng khí thải nhà kính vào năm 2030. Thân mời quý vị đến thưởng thức phở Mama tại số 515 Dundas Street West, Unit 7, Oakville, Ontario để có thể thưởng thức những món ăn Việt Nam đặc sắc được nhiều thực khách yêu thích. Ngoài ra, phở Mama còn nhận đặt tiệc cưới, đám hỏi, sinh nhật và nhiều sự kiện khác nhau. Xin liên lạc Hoàng Lợi, số điện thoại 647-292-1848 hoặc 289-725-8988. Phở Mama xin chân thành cảm ơn quý khách. Và tiếp đến là một vấn đề liên quan tới hệ thống chăm sóc sức khỏe của Canada, thưa quý vị. Rắc rối nghiêm trọng, báo cáo mới nhất của Ontario đã cho thấy ví dụ mới nhất về cuộc khủng hoảng này. Và tinh thần của những nhân viên chăm sóc sức khỏe Ontario đang bị giảm xuống. Nghiên cứu được bình duyệt ngang hàng và được công bố vào ngày 12 tháng 8 đã phát hiện ra rằng cuộc khủng hoảng về nhân sự đang ngày càng gia tăng và gây ra nguy hiểm cho sức khỏe của những nhân viên bệnh viện cũng như là bệnh nhân. Và nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng được chúng ta trân trọng đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Và chúng tôi đã nghe về nỗi sợ hãi hàng ngày của những nhân viên bệnh viện khi mà đi làm và không thể thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân của họ vì thiếu nhân sự. Nghiên cứu dựa trên 26 cuộc phỏng vấn chuyên sâu với những nhân viên bệnh viện của Liên đoàn Công nhân Công cộng Canada, viết tắt là CUPE của Ontario, và cuộc khảo sát được thực hiện bởi 775 đồng nghiệp của họ. Các nhà nghiên cứu đã che giấu danh tính những nhân viên chăm sóc sức khỏe tham gia vào nghiên cứu này. Chúng tôi hầu như không có thời gian để nghỉ giải lao hoặc là đi vệ sinh, và tôi không nghĩ rằng bệnh nhân đang nhận được sự chăm sóc mà họ cần, chia sẻ của một y tá phòng khám ngoại trú đã cho biết trong cuộc phỏng vấn trên. Các y tá khác cũng cho biết rằng họ từng rất hào hứng với công việc của mình nhưng giờ lại cảm thấy sợ khi phải đi làm. Bạn nghĩ rằng mọi thứ không thể tệ hơn được nữa và nó thực sự trở nên tệ hơn. Tôi đã trải qua những cơn hỗn loạn ngày càng tăng trước khi đi làm, khóc trước khi lên xe. Và một số người cũng đã trả lời rằng họ bị trầm cảm, kiệt sức về thể chất và tinh thần và kiệt sức về điều kiện làm việc của họ. Những lo ngại này tương tự như những y tá đã ghi danh ở Saskatchewan, những người đã bày tỏ nỗi lo lắng của họ về tình trạng thiếu hụt nhân sự trong một cuộc khảo sát được công bố vào mùa thu năm ngoái. Ba trong số năm y tá đã ghi danh đã cho biết rằng họ đang cân nhắc đến việc rời bỏ nghề nghiệp trong 12 tháng qua, và hơn 90% cho biết rằng điều kiện làm việc của họ đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của mình. Và có một mối liên quan không thể chối cãi được giữa tình trạng kiệt sức của y tá và kết quả điều trị của bệnh nhân kém hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta có nguy cơ tình trạng thiếu hụt trầm trọng hơn khi mình niềm tin vào sự hỗ trợ tại nơi làm việc, cũng như là những cam kết để khắc phục vấn đề này cũng đang giảm thiểu đi. Chủ tịch Liên đoàn Y tá Saskatchewan đã cho biết trong tuyên bố và kết quả này. Và nhà nghiên cứu Ontario cũng đã thu thập thông tin của họ vào mùa thu năm ngoái, sau một mùa hè đóng cửa phòng cấp cứu, gọi là phá kỷ lục và gián đoạn dịch vụ ở Ontario. Tình trạng thiếu kinh phí, thiếu nhân sự, bãi bỏ quy định và tư nhân hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe đều ảnh hưởng đến áp lực đè nặng lên người lao động. Và theo thời gian, điều này chỉ làm xói mòn con người. Và các nhà nghiên cứu cho biết rằng có lo ngại rằng những tác động này sẽ trở nên trầm trọng hơn khi ngày càng nhiều y tá đang cân nhắc việc rời bỏ nghề nghiệp. Tại BC, cũng đang tìm cách để trở thành tỉnh đầu tiên áp dụng tỷ lệ y tá cũng như là bệnh nhân tối thiểu để có thể giảm thiểu khối lượng công việc và giữ chân được y tá. Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Y tá của BC, thì các khu vực về pháp lý khác đã áp dụng tỷ lệ y tá, bệnh nhân tối thiểu chẳng hạn như là ở California và ở Úc đã thực hiện và đem lại những kết quả khả quan. Họ, y tá, ít phải chịu thương tích tại nơi làm việc hơn, ít mắc lỗi dùng thuốc hơn,
ít bị nhiễm trùng và mắc phải những căn bệnh ở trong bệnh viện hơn và ít phải nhập viện trở lại hơn. Và đây là giải pháp đôi bên cùng có lợi cho các y tá, nghề nghiệp của họ cũng như là cho chính các bệnh nhân. Nếu không có tỷ lệ tối thiểu này, một số khoa sẽ có một y tá chăm sóc hơn 16 bệnh nhân trong một đêm. Và một khoa khác ở BC gần đây đã hoạt động với ít hơn 50% biên chế cơ bản. Nếu bạn không có biên chế cơ bản, bạn không thể cung cấp một lượng dịch vụ chăm sóc tối thiểu, chứ đừng nói đến tiêu chuẩn dịch vụ chăm sóc chất lượng cao. Bạn chỉ đang lê bước, bạn đang sống sót và thật không may trên toàn tỉnh chúng ta đều thấy điều này. Và theo tỷ lệ tối thiểu, sẽ cần phải có ít nhất là một y tá cho mỗi 4 bệnh nhân trong mỗi đơn vị y tế và phẫu thuật mọi lúc. Các cơ sở chăm sóc cấp tỉnh sẽ bắt đầu triển khai tỷ lệ này vào mùa thu và có lẽ chúng ta hy vọng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và tiếp đến, sau cơn bão lịch sử ở Montreal, thì đây là một số bước để có thể nộp yêu cầu bồi thường bảo hiểm thưa quý vị. Và như quý vị đã biết, cơn mưa lịch sử vào cuối tuần qua khiến cho hàng ngàn cư dân ở khu vực Montreal và nhiều nơi khác đã phải gửi đơn cầu cứu đến các công ty cải tạo cũng như là phục hồi với lời kêu gọi tuyệt vọng. Thật không may cho một số người, thiệt hại có thể vượt quá tối thiểu và tối đa bảo hiểm mà họ có được và có những bước cần thực hiện ngay lập tức để giúp cho đẩy nhanh quá trình này. Chủ tịch của Revoco Water XC đã giải thích rằng nhiều người có giới hạn bảo hiểm của họ và rất nhiều người đã bị ngập lụt do cống thoát nước tràn vào hoặc là có rất nhiều người trong số họ không đủ phạm vi bảo hiểm và đó là nơi mà câu chuyện buồn thực sự đã bắt đầu thưa quý vị. Các công ty bảo hiểm đã điều chỉnh theo các kiểu thời tiết. Ví dụ như là khi mà họ nhận thấy tình trạng cống thoát nước tràn trở nên phổ biến hơn, họ cố gắng hạn chế rủi ro của mình. Và bạn có thể mua bảo hiểm đặc biệt để có thêm phạm vi bảo hiểm cho tầng hầm của mình. Vì vậy, điều đó là cực kỳ quan trọng và tôi muốn nói rằng ngay cả khi mà bạn đang bị ngập lụt ngay bây giờ và trước khi mà bạn bắt đầu thực hiện mọi loại công việc khẩn cấp để có thể kiểm tra xem bạn đang gặp phải điều gì về những mức tối đa về bảo hiểm. Chủ tịch của KBD Insurance cũng đã nói chuyện với báo chí và đã chia sẻ những việc làm sau đây. Đầu tiên đó là hãy chụp càng nhiều ảnh và quay video càng tốt. Gọi cho công ty bảo hiểm của chúng ta ngay lập tức để mở khiếu nại. Quý vị hãy kiên nhẫn, lập danh sách những tài sản và đồ đạc mà đã bị hư hỏng. Hãy chụp hình nó lại, đánh giá xem những động cơ máy bơm của quý vị có hoạt động bình thường hay không. Và một lần nữa hãy kiên nhẫn, hãy thử xả nước, hãy giữ lại tất cả những hóa đơn nếu như quý vị thuê một nhà đầu tư hoặc là một người tư nhân nào đó để có thể giúp sửa chữa cho basement của mình. Và sẽ không có gì lạ khi mà các công ty bảo hiểm phải mất hơn 24 giờ để có thể đến xem thiệt hại gây ra cho ngôi nhà của quý vị. Và chỉ cần rất cẩn thận nếu như quý vị định tự mình làm gì đó. Về mặt kỹ thuật thì điều này tùy thuộc vào quyết định của công ty bảo hiểm. Họ có thể, tôi không nghĩ rằng họ sẽ nói như vậy nhưng rất có khả năng họ sẽ nói với quý vị như thế này. Này, tôi không phải là nhà thầu mà tôi chỉ coi và do đó chúng tôi sẽ không trả cho quý vị số tiền trong hóa đơn mà quý vị sẽ đưa cho chúng tôi. Và tôi không nghĩ họ sẽ làm thế nhưng họ có khả năng để làm thế với tình trạng như bây giờ. Nếu như ngôi nhà của quý vị bị hư hại do lũ lụt và quý vị không có bảo hiểm phù hợp, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường của chương trình gọi là An ninh công cộng của tỉnh bang Quebec, viết tắt là MSP. Và các chuyên gia làm trong lĩnh vực về cải tạo cũng như là phục hồi sau lũ lụt trong khoảng 3 thập kỷ là SS cũng đã chia sẻ rằng ông chưa bao giờ chứng kiến điều gì giống như trận lũ lụt vào cuối tuần qua. Chúng tôi đã nhận được khoảng 1.200 cuộc gọi kể từ buổi sáng và điều rất đặc biệt về sự kiện này là chúng tôi nhận được các cuộc gọi từ khắp thành phố. Các cuộc gọi thậm chí còn đến từ ngoài và ở phía Bắc, phía Nam cũng như là ở Laval. Chúng tôi đã phải trả lời rằng, bạn cứ nói đi chúng tôi sẽ nhận được. Thông thường khi chúng tôi gặp phải những tai nạn như thế này, chúng tôi có xu hướng bị cô lập hơn ở một số khu vực nhất định. Một điều cần làm đó là quý vị hãy bơm nước ra khỏi tầng hầm của mình ngay lập tức. Tuy nhiên chuyên gia cũng cho biết rằng trước khi làm bất kỳ một công việc nào, hãy bảo đảm rằng quý vị có giày, mặt nạ phòng độc, găng tay và các thiết bị khác phù hợp vì nấm mốc và các mối nguy hiểm an toàn khác luôn hiện hữu. Và có rất nhiều hộp cần để có thể kiểm tra trước khi mà quý vị có thể thực hiện để có thể dọn dẹp những hậu quả trong căn nhà của mình. Tư
vấn giải đáp mọi thắc mắc của quý vị về việc mua bán nhà tại khu vực Toronto và vùng phụ cận. Realtor Hiệp Nguyễn, uy tín và tận tâm. Top 5 Listing Agent tháng 5 Right at Home Mississauga Brand. Xin liên lạc 647-261-1980. Duplex Semi Commercial 1661-1663 Reattaken, giá bán 1.188.000 đô la. Tòa nhà xinh xắn nằm ở vị trí trung tâm của một khu phố sôi động và sầm uất. Tầng trên gồm 2 apartment đã được sửa mới hoàn toàn thành một căn hộ, 2 phòng ngủ, 1 văn phòng, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 nhà tắm ấm cúng sáng sủa. Tầng trệt là tiệm ăn phở Việt với lực lượng khách hàng yêu thương, ủng hộ từ nhiều năm tại Montreal. Hãy liên lạc Rinter Lan Vũ, người am hiểu và nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường địa ốc Montreal. Lan Vũ và team sẽ hỗ trợ thủ tục nhà băng để giao dịch được thuận lợi, thành công. 514-967-4889. Và thưa quý vị, quay trở lại một tin tức mà khiến cho một số người cảm thấy rằng không vui vì nó quá rắc rối. Khi mà Costco đang cố trấn áp những kẻ lợi dụng về thẻ thành viên. Và Costco, quý vị đã biết là họ đang sử dụng một cái loại máy để có thể scan ngay vào cửa ra vào, và họ đã nói rằng để giúp cho tất cả chúng ta không phải xấu hổ khi mà phải nhắc nhở quý vị rằng quý vị đang xếp hàng để thanh toán. Và giờ đây Costco đang cố gắng để bắt những kẻ lợi dụng thẻ thành viên trước khi mà họ có thể vào cửa hàng. Và nhà bán lẻ này cũng đang thực hiện những chính sách gọi là nghiêm ngặt hơn, trấn áp những người không phải là thành viên của Costco và mượn thẻ cũng như là sử dụng thẻ của người khác. Và họ yêu cầu chúng ta phải quét mặt trước khi mà vào cửa. Trong những tháng tới thì chúng ta sẽ thấy những thiết bị quét thẻ thành viên ở Costco được sử dụng nhiều và tất cả ở các cửa hàng trên các địa phương. Sau khi mà triển khai, trước khi vào, tất cả thành viên phải quét thẻ thành viên và sau đó là họ sẽ có một cái máy để có thể nhìn rõ khuôn mặt của chúng ta. Đối với những thành viên mà có thể không có ảnh, thì Costco cho biết rằng chúng ta phải cần phải chuẩn bị sẵn thêm giấy tờ tùy thân, có thể là driver license của quý vị. Nhưng mà khuyến khích người mua hàng đến quầy thành viên và hãy chụp ảnh có ở trên thẻ ngay lập tức. Quy định mới này của Costco cũng yêu cầu khách hàng phải có người sở hữu thẻ hợp lệ đi kèm để chúng ta có thể vào cửa hàng, và khiến cho những người không phải là thành viên khó có thể gọi là lẻn vào bằng những thẻ không phải của mình. Gặp những phản ứng về trái chiều từ người tiêu dùng, Costco đã không trả lời bình luận ngay lập tức. Nhưng họ nói rằng hành động này là một phần để có thể mở rộng về hệ thống Costco và đã thử nghiệm tại một số cửa hàng vào đầu năm nay, yêu cầu các thành viên là phải quét thẻ của mình thay vì chỉ đưa thẻ cho nhân viên như thông thường. Và các máy tự thanh toán cũng đã bị ảnh hưởng bởi cuộc đàn áp của Costco, thưa quý vị. Năm ngoái thì công ty đã bắt đầu yêu cầu người mua sắm phải xuất trình thẻ thành viên cũng như là giấy tờ tùy thân có ảnh để có thể sử dụng khi mà tính tiền. Và chúng tôi không cảm thấy đúng khi mà những người không phải là thành viên nhận được cùng các lợi ích cũng như là mức giá như các thành viên của chúng tôi. Tuy nhiên, những người mà có thẻ cũng như là những người thành viên thì lại cảm thấy nó quá rắc rối và họ cảm thấy khó chịu. Và chiến dịch trấn áp của những người không phải là thành viên của Costco diễn ra sau khi mà công ty này thông báo vào tháng trước, họ sẽ phải tăng phí thành viên thêm 5 đô nữa lên 65 đô tại Hoa Kỳ và Canada. Thay đổi này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 này, và phần lớn lợi nhuận của Costco đến từ phí thường niên. Năm ngoái thì công ty báo cáo rằng họ đã kiếm được 4,6 tỷ đô doanh thu từ phí thành viên, là tăng 8% so với năm 2022, thưa quý vị. Và tiếp đến chúng ta nói về cuộc đình công đường sắt đang rình rập Canada, và câu hỏi được đặt ra là tại sao vẫn chưa có thỏa thuận nào đã được đưa ra, vì đây là một vấn đề rất lớn ảnh hưởng tới nguồn cung ứng của cả đất nước. Và hai tuyến đường sắt chính của đất nước cũng như là công nhân của họ đang vẫn rất bất đồng về quan điểm, lịch trình, an toàn cũng như là về vấn đề tiền lương, tùy thuộc vào người mà quý vị hỏi khi thời gian về đàm phán hợp đồng đã dần trôi qua nhưng mà không có một dấu hiệu gì tích cực. Vào cuối tuần trước thứ Sáu thì Canadian National Railway cũng như là Canadian Pacific Kansas đã cảnh báo rằng họ sẽ khóa cửa nhân viên bắt đầu từ ngày 22 tháng 8 trừ khi họ có thể đạt được thỏa thuận mới nhất cho nhân viên của mình. Và điều này đã làm gia tăng thêm mối đe dọa về việc ngừng và cũng như là tắc nghẽn chuỗi cung ứng trên toàn quốc. Hội nghị đường sắt Canada, viết tắt là TCRC,
đại diện cho khoảng 9.300 kỹ sư, nhân viên soát vé, công nhân ở sân ga, kiểm soát viên giao thông về đường sắt đã tuyên bố muốn xóa bỏ về thỏa thuận chung về tất cả những điều khoản về tình trạng mệt mỏi quan trọng đối với an toàn. CN đã nhắm mục tiêu vào ít điểm liên quan tới tình trạng mệt mỏi hơn. Và Teamsters cho biết, họ cũng đã đề xuất cái mà công đoàn gọi là chương trình di dời bắt buộc. Theo đó, một số nhân viên sẽ chuyển tới các địa điểm xa xôi trong nhiều tháng để có thể lấp đầy khoảng trống về lao động. Ngay từ đầu, công nhân đường sắt chỉ kiếm một thỏa thuận công bằng và bình đẳng mà thôi. Nhưng thật không may, cả hai công ty đường sắt đều yêu cầu những nhượng bộ có thể chia rẽ các gia đình hoặc là gây nguy hiểm cho an toàn đường sắt. Các công ty đường sắt đã đưa ra hai bộ đề xuất khác nhau. Họ nêu rõ ràng tất cả đều tuân thủ các quy tắc an toàn, một điểm mà công đoàn không phủ nhận. Một đề xuất của CN sẽ yêu cầu nhân viên làm việc theo lịch trình 40 giờ một tuần, với ít nhất là 10 hoặc là 12 giờ nghỉ giữa các ca, và tùy thuộc vào việc họ có ở nhà hay là đi xa, và 2 hoặc là 3 ngày nghỉ liên tiếp mỗi tuần thưa quý vị. Cách tiếp cận về lịch trình đối với ca làm việc, một đề nghị tương tự cũng đã được đưa ra bởi CBKC. Và họ nói rằng khi mà rút lại, có điều kiện nếu như đạt được thỏa thuận và họ sẽ bỏ cái điều kiện này đi. Nhưng mà không mang lại được lợi ích gì. Và đây được xem là những điều kiện không hợp pháp. Nếu được chấp thuận, thỏa thuận mới sẽ giúp cho người lao động và quản lý có thể dự đoán được nhiều hơn, các công ty đường sắt đã cho biết. Nhưng nếu như một nhân viên đến đích trước thời hạn nhiều giờ, điều đó cũng có nghĩa là họ có thể được giao các nhiệm vụ khác thay vì phải chấm công khi mà đến nơi. Không có một đề nghị nào mà CN gây ảnh hưởng tới sự an toàn theo bất kỳ một cách nào. Đề nghị mới nhất, đề xuất trọng tài của bên thứ ba. Công ty đường sắt có trụ sở tại Montreal đã cho biết, đồng thời cũng nói thêm rằng công đoàn không đưa ra bất kỳ một đề xuất để phản đối nào. Công đoàn cũng đã từ chối các đề nghị trọng tài ràng buộc từ cả hai công ty đường sắt. CN cho biết rằng họ cũng đã đưa ra một đề nghị phù hợp hơn với khuôn khổ của hợp đồng hiện tại và bao gồm về việc tăng lương. Tương tự như vậy thì CBKC cũng đã cho biết rằng những điểm bế tắc đối với đề xuất nguyên trạng của họ vẫn xoay quanh về việc tiền lương cũng như là tiền lương đang bị giữ lại. Thu nhập được trả sau một số giờ nhất định ngoài ca làm việc tại một địa điểm không phải là nhà ga của công nhân. Nhà điều hành đường sắt có trụ sở tại Calgary muốn lùi thời gian bắt đầu trả lương. Một sự điều chỉnh được thực hiện để có thể ứng phó với thời gian nghỉ ngơi dài hơn theo quy định chặt chẽ hơn của liên bang. CBKC cho biết trong một tuyên bố rằng, đề nghị theo kiểu là nguyên trạng hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu quy định mới về thời gian nghỉ ngơi và không gây ảnh hưởng tới an toàn theo bất kỳ một cách nào. Vào tháng 5 năm 2023, thưa quý vị, các quy định mới có hiệu lực nâng thời gian nghỉ ngơi tối thiểu giữa các ca làm việc lên 10 giờ ở nhà và 12 giờ nếu như họ đi xa, so với 6 giờ và 8 giờ như trước đây. Và họ cũng đã giới hạn thời gian làm việc tối đa của nhân viên vận tải hàng hóa ở mức là 12 giờ, giảm từ 16 giờ. Trong phán viết cuối cùng vào thứ Sáu tuần trước, Tòa án Lao động Quốc gia đã ra lệnh áp dụng thời gian nghỉ ngơi 13 ngày như một phần của cặp quyết định coi dịch vụ đường sắt là không thiết yếu, mở ra cánh cửa cho việc ngừng làm việc hoàn toàn sớm nhất là vào cuối tuần tới. Duy Lê xin cảm ơn quý vị theo dõi tin tức cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay và rất vui nếu như quý vị để lại bình luận góp ý cho bản tin. Hẹn gặp lại trong những tin tức mới nhất được cập nhật tại channel Tin Người Việt Canada.